Trợ lý quay lưng với Ngọc Trinh, người thân cận cũng từ mặt khi nữ hoàng thị phi bị tạm giam. Vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm giam người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng sau hành động đăng hàng loạt clip lái xe mô tô với tư thế nguy hiểm lên mạng xã hội. Thời hạn tạm giam Ngọc Trinh là 3 tháng. Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người quan tâm động thái những người bạn thân cận của Ngọc Trinh. Tính đến chiều ngày 21 tháng 10, Vũ Khắc Tiệp, người bạn gắn bó hàng thập kỷ với Ngọc Trinh không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến việc cô bị bắt. Mặc dù rất nhiều cư dân mạng đã vào thẳng trang cá nhân của ông bầu để lại bình luận liên quan đến Ngọc Trinh nhưng anh không đáp trả hay tương tác. Bài đăng gần nhất của bạn thân Ngọc Trinh vào hôm 19 tháng 10, nội dung là clip cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện Vũ Khắc Tiệp đã âm thầm xóa clip quay lại cảnh Ngọc Trinh đến bệnh viện điều trị sau khi bị tai nạn lái mô tô từng được anh đăng tải hồi đầu tháng 10 năm 2023. Tương tự như Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, tri kỷ 17 năm của Ngọc Trinh chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, kinh doanh chứ không nhắc đến việc Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng. Chia sẻ gần nhất của Quỳnh Thư liên quan đến Ngọc Trinh được đăng tải cách đây 2 tuần. Thời điểm đó, Quỳnh Thư thổ lộ, chúc mừng sinh nhật bạn yêu. Cái gì cũng có rồi, chỉ chúc sẽ sớm có được một nửa thật xứng đáng và hạnh phúc nhé. Dù cuộc sống xung quanh có thay đổi ra sao thì vẫn mong sinh nhật nhiều năm sau chúng ta sẽ luôn có nhau, chúc mừng nhau, cùng nhìn nhau vui vẻ hạnh phúc hơn từng ngày. Sau khi Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng, nhiều người cũng tò mò phản ứng của trợ lý Thúy Kiều. Bởi lẽ ai quan tâm đến cuộc sống của Ngọc Trinh đều biết cô và trợ lý, người giúp việc ở chung trong biệt thự 50 tỷ, họ có mối quan hệ thân thiết. Thúy Kiều từng đưa Ngọc Trinh đến bệnh viện để xử lý vết thương, xuất hiện trong hậu trường vài clip lái mô tô. Sau 2 ngày nữ hoàng nội y bị bắt, Thúy Kiều cũng đóng băng mạng xã hội. Mặc dù không đăng tải bài viết mới nhưng trợ lý của Ngọc Trinh đã tắt tính năng bình luận trên TikTok cá nhân. Ngày 21 tháng 10, thông tin mới nhất liên quan đến vụ Ngọc Trinh bị bắt tạm giam là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án. Bên cạnh việc tạm giam bị can, Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, được xác định là tang vật vụ án. Trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Hiện tại, bên cạnh những thắc mắc liên quan đến tội danh của Ngọc Trinh, không ít người đặt dấu hỏi về mức độ ảnh hưởng của các thương hiệu đang trong thời gian hợp tác cùng người mẫu gốc Trà Vinh. Ngọc Trinh hiện vẫn là gương mặt đắt khách, được nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm săn đón, tin tưởng giao cho cô vị trí đại sứ thương hiệu. Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho biết, thông thường, KOL, Key Opinion Leader, người có sức ảnh hưởng, Influencer, người truyền cảm hứng, hay Celeb, người nổi tiếng, thường ký hợp đồng với các thương hiệu theo hai dạng gồm. Hợp đồng sử dụng hình ảnh có thời hạn hoặc hợp đồng công việc mang tính thời điểm như tham gia sự kiện hoặc đưa hình ảnh sản phẩm lên hệ thống mạng xã hội của người nổi tiếng. Hiện nay, hợp đồng sử dụng hình ảnh giữa nghệ sĩ với nhãn hàng ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là hợp đồng của các nhãn hàng lớn, đa quốc gia với các nghệ sĩ top đầu. Trước khi quyết định ký hợp đồng chính thức, phía nhãn hàng sẽ tiến hành khảo sát, làm việc, xác nhận thông tin, đưa ra nhiều yêu cầu về việc bảo vệ hình ảnh khắt khe trước khi ký hợp đồng chính thức. Trong đó có một số yêu cầu cơ bản gồm, nghệ sĩ không được xuất hiện cùng các sản phẩm đối thủ, không được có hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục hay vấn đề đạo đức ảnh hưởng tới các nhóm cộng đồng xã hội. Tùy mỗi nhãn hàng lại có những điều kiện ngách khác liên quan đến ngành hàng, nhãn hàng, sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, hợp đồng luôn có điều khoản liên quan đến việc khi có rắc rối xảy ra, nhãn hàng và người nổi tiếng sẽ cùng thỏa thuận dưới góc độ trao đổi, cảm thông, tháo gỡ. Nếu hai bên không thống nhất được, khi ấy sẽ tiến hành theo điều kiện phạt hợp đồng đã ghi rõ. Thông thường, giá trị phạt phá hợp đồng có thể từ 100% đến 300% giá trị hợp đồng tùy từng nhãn hàng. Khi có vấn đề gì xảy ra, người nổi tiếng không chỉ đền bù một hợp đồng, đôi khi là một chuỗi hợp đồng đã ký và mất cả những hợp đồng tương lai. Do vậy, là KOL, celeb, áp lực giữ hình ảnh trong sạch là rất lớn.